Hiện nay, hội nhập quốc tế không còn là một yêu cầu mà đã trở thành một thực tế đang diễn ra tại Việt Nam. Tuy nhiên, hội nhập quốc tế sẽ mang đến những cơ hội và thách thức như thế nào không phải là điều dễ hình dung với mọi người. Nhằm chuẩn bị tốt cho từng sinh viên, trong những năm gần đây, các trường học đã cố gắng cập nhật các cái kiến thức và kỹ năng về hội nhập quốc tế vào chương trình giảng dạy. Tuy nhiên, với sinh viên, họ tiếp cận vấn đề này như thế nào? Theo em nghĩ thì hội nhập tốt thì sinh viên không những là tiếp cận những nguồn tri thức mới, những nền văn hóa mới từ quốc tế mà còn phải tự mình nỗ lực rèn luyện khả năng tiếp cận hội nhập của bản thân. Tự tin hội nhập với những nền văn hóa mới trên thế giới. Đất nước chúng ta đang bước vào thời kỳ hội nhập, vì thế chúng ta cần phải nâng cao khả năng ngoại ngữ, chúng ta phải tích cực tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế, và như vậy là mọi bạn bè các nước trong khu vực và trên thế giới mới biết được đất nước Việt Nam chúng ta. Ngoài ra, một khi chúng ta đã tích cực giao lưu, nâng cao khả năng hội nhập của mình, thì khả năng tự tin cũng như là bản lĩnh của mỗi người, một cá nhân sẽ được nâng cao rõ rệt. Vì thế không những sẽ giúp ích cho trong suốt quãng đời sinh viên học tập sau này, mà còn mỗi khi đi làm chúng ta sẽ trở thành một con người tốt, một người lãnh đạo vững vàng và đưa đất nước tiến lên phía trước. Từ năm 2009, Hội Sinh viên Việt Nam bắt đầu phát động phong trào sinh viên năm tích cực. Trong đó, bên cạnh các tiêu chí như đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tích cực tham gia các phong trào tình nguyện, thì hội nhập tốt được xem là một tiêu chí khá cập nhật vào thời điểm đó. Tuy nhiên, điều kiện để xếp loại một sinh viên hội nhập tốt chỉ mới dừng lại ở việc là sinh viên phải có một trình độ nhất định về Anh ngữ cũng như tích cực tham gia các cái cuộc giao lưu quốc tế. Về tiêu chí để xét chọn giải thưởng sinh viên tốt thì ban chấp hành, ban thư ký hội sinh viên phố sẽ có tiếp tục điều chỉnh theo cái thực tiễn hàng năm. Và như vậy rằng là những nội dung mà phong trào sinh viên tốt hướng đến đó chính là những cái hoạt động, những cuộc thi, những cái chương trình để giúp cho các bạn sinh viên trang bị và bổ sung những cái kiến thức, những cái kỹ năng để giúp các bạn hội nhập. Giải thưởng sinh viên tốt là những cái tiêu chí để xét chọn và bình chọn những sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt trong thời gian tới. Tuy nhiên đó không phải là tất cả những cái hoạt động mà hội sinh viên và phong trào sinh viên mong muốn hướng tới. Mà mong muốn hướng tới đó là mỗi bạn sinh viên đều ý thức và đều nhận thức được giá trị của việc thực hiện tham gia cộng đồng. Một trong những lộ trình hội nhập gần nhất đó là cộng đồng kinh tế chung ASEAN sẽ được hình thành vào cuối năm nay. Cộng đồng này mở ra cánh cửa tự do lưu thông không chỉ về hàng hóa, dịch vụ mà cả về thị trường lao động. Tuy nhiên, khi được hỏi về những thách thức từ thị trường này thì nhiều bạn sinh viên vẫn còn hiểu khá đơn giản. Trong cái ngành của em thì cái vấn đề hội nhập nó rất là quan trọng. Thì những cái kiến thức liên quan tới công trình nó rất là còn thiếu sót và nhiều. Cái kỹ sư của chúng ta chưa hiểu biết hết tất cả những cái yếu tố liên quan tới công trình, nên là đòi hỏi phải hội nhập để những cái nước phát triển, ví dụ như nước Nga, Nhật, Mỹ có thể chuyển giao công nghệ, chúng ta áp dụng những cái quy trình tiêu chuẩn, từ đó nâng cao cái chất lượng công trình. Cho năm 2015 thì chúng ta đã gia nhập vào thị trường kinh tế châu Á. Thì việc chúng ta được tự do giao lưu tìm việc ở các nước châu Á cũng như là việc các nước khác có thể tự do vào nước ta, đó là một thách thức cũng như là một cơ hội đối với sinh viên. Đặc biệt chúng ta còn phải trang bị cho mình thêm nhiều kỹ năng hơn để chúng ta có thể vững vàng và có một sức cạnh tranh cho riêng mình để khẳng định bản thân mình, để có thể cạnh tranh được với lại các nguồn lao động khác trong cùng khu vực. Theo David Debay, tác giả của quyển sách Theo hướng rồng bay, thì Việt Nam có một nền giáo dục 12 năm khá tốt so với một số quốc gia khác, tuy nhiên lại thiếu sự kết nối với quốc tế. Và điều này rõ ràng không dễ thay đổi trong một sớm một chiều. Do đó, để mỗi sinh viên có thể nhận thức đầy đủ về hội nhập quốc tế, thì các trường đại học cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.